Hello, em lại kính chào các bác nhá. Hôm nay em làm một cái video tiếp theo về cái cây địa lan có hoa màu đỏ mà em sưu tầm được ở trên Cao Bằng hàng cân, hàng rừng các bác ạ. Nó sổ được ra một cây đỏ như thế này. Hôm trước em có làm một video rồi, hôm nay em làm tiếp một video thứ hai để cho các bác thấy được cái cây này nó có sắc tố đỏ rất là đẹp. Cây này thì nó đã nở tại nhà mình được 2 năm rồi. Năm nay là năm thứ hai và hoa nó vẫn ổn định như thế này các bác ạ. Hôm nay thì ở chỗ em thì trời nó không có nắng, trời râm và đang chuẩn bị mưa. Hôm nay là một ngày râm nên em quay lên như này để cái sắc tố đỏ ở đây để các bác thấy được cái cây này. Cây này thì em có chia cho một bác, vừa mới chia cho duy nhất một bác ở Thái Bình. Bác cái tên là, thôi em không nói tên nữa, vừa mới chia cho bác ấy được 3 tép, giá rất là bình dân. Và em có để lại 3 cây này được 6, khóm này được 6 tép thì em để lại 3 cây để em trồng. Đây, chậu đây. Hoa nó rất là đỏ các bác ạ, đỏ đẹp. Kia là bông hoa, kia có màu hoa hồng, có màu ấy kia thì bông hoa này em thấy nó rất là đỏ. Và em sưu tầm được ở Cao Bằng cho nên em để nó cho em nó cái tên là đỏ Cao Bằng. Đẹp lắm các bác ạ. Đây em quay sát này, nó gần nở hết cần rồi. Cánh hoa cân đối, lưỡi khảm và cũng có màu đỏ, nền của lưỡi vàng, mũi cũng đỏ các bác ạ. Cần hoa thì là cần tăm mà. Dáng lá thì lá có màu hanh vàng và lá dựng theo kiểu là trường diệp thì các bác ạ. Rất là đỏ đẹp luôn đấy ạ. Như vậy là cái cây này đã có một người sở hữu nữa, và em đây còn 2 bông trên cùng sắp sửa nở đây. Em dự tính là sẽ ngắt hoa và để dưỡng cây, để cho cây nó được được đẹp. Các bác nhớ đăng ký